Xin chào các bạn, chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Và mình nhớ là trong năm 2020 thì mình có cho lên một video What's in my bag rồi. Thế nhưng mà mình nhận thấy rằng là năm 2021 là một năm có quá nhiều sự thay đổi đối với mình. Về sức khỏe, về thời trang, về nhu cầu cá nhân. Thế nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ lại có một video What's in my bag nữa. Thế nhưng mà đây sẽ là version của năm 2021. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua với các bạn về cái túi mà dạo gần đây mình sử dụng nhiều nhất. Đấy chính là cái túi màu tím tím xinh xinh này. Cái túi này các bạn cũng hỏi mình rất là nhiều trong những cái video khác của mình, mà cứ thấy cái túi này lấp ló. Các bạn hỏi thông tin về cái túi này á, mình không trả lời là bởi vì mình để dành cho cái video này. Thì chiếc túi màu tím tím xinh xinh này đến từ thương hiệu Teddy Blake. Teddy Blake thì là một thương hiệu đến từ Ý, và tất cả những sản phẩm của họ thì đều được thiết kế bởi những nhà thiết kế rất là nổi tiếng, cũng như là cái chất da họ sử dụng thì là chất da Ý cao cấp. Ngoài ra thì tất cả những cái chiếc túi, những cái sản phẩm của họ thì đều được làm bằng thủ công. Không biết là các bạn có giống mình không, thế nhưng mà cứ khi nào mình nghe đến những cái đồ món đồ thời trang nào mà được đến từ Ý này, hay là được làm bằng thủ công này, rồi chất lượng da thì cao cấp này, thì mình sẽ auto nhảy ở trong đầu là nó sẽ rất là đắt. Thế nhưng mà không các bạn ạ, chiếc túi này của thương hiệu này không hề đắt một tí nào. Và trước khi mà mình quay video thì mình có lên trên web để mình check giá, thì mình thấy là chiếc túi này đang được giảm giá. Cái dòng túi này đang được giảm giá hình như là nó sẽ rơi vào khoảng là 7 đến 8 triệu một cái thôi. Thực ra thì 7 đến 8 triệu nó không phải là một số tiền nhỏ. Thế nhưng mà khi mà các bạn cầm vào cái túi ấy và các bạn sử dụng nó ấy, thì mấy bạn mới thấy rằng là cái giá thành nó rẻ hơn cái chất lượng rất là nhiều. Mình biết là có rất là nhiều bạn đam mê mua túi hiệu, mua hàng hiệu đúng không? Thế nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện kinh tế để mà có thể mua một cái túi mấy chục triệu hay đến cả trăm triệu một cái túi. Thế nên là chúng mình có thể hướng đến những cái dòng túi như thế này. Cái thiết kế rất là đẹp, ngoài ra cái chất lượng và cái form túi không chê được một cái điểm nào hết. Và đặc biệt nó lại còn màu sáng như thế này thì nó rất là dễ để lộ ra những cái khuyết điểm như là bẩn này, hay là sờn này, hay là hỏng, hay là xước đúng không? Thế nhưng mà các bạn nhìn đi, trông nó như mới luôn, mặc dù là mình đã dùng qua một vài tháng rồi. Cái độ bền cái túi này rất là khủng khiếp luôn á các bạn, rất là bền luôn. Mà mình là một người siêu phá túi luôn. Khi mà mới mua một cái túi nào về thì công nhận là nâng niu đấy, rồi đặt ở trên kệ nọ kia, xong rồi bọc cái dust bag vào, rồi đủ có thể loại luôn. Thế nhưng mà được tầm 1 tuần 2 tuần thôi là bắt đầu mình quăng, mình quật, mình đủ có thể loại luôn. Thế nên là rất là nhiều túi của mình mặc dù là mua rất là đắt tiền, thế nhưng mà nó xước hết rồi các bạn ạ. Mà cái túi này nói chung thì là đã được 3 tháng rồi đấy, gần 3 tháng rồi vẫn chưa thấy xước, vẫn chưa thấy hỏng, rất là bền. Khi mà các bạn lên trang web của Teddy Blake thì các bạn sẽ thấy là cái mẫu túi này và tất cả những cái mẫu túi khác nữa thì họ có rất là nhiều màu. Em ơi, toàn màu xinh luôn, màu nào cũng xinh luôn. Và mình có nhắm cái túi này thì nhưng mà mình thích cái màu baby blue á các bạn, màu kiểu xanh da trời mà hơi nhàn nhạt, kiểu dễ thương, màu ấy xinh cực kỳ luôn. Thế nhưng mà không còn hàng nha. Thế nên là mình đã lấy cái túi màu tím này. Nhưng mà thật sự cái màu tím này nó vượt ngoài sức mong đợi của mình luôn, vì cầm ở trên tay nó quá xinh luôn ý. Và nó rất là dễ dùng nha các bạn, mặc dù màu tím nhưng mà nó không phải tím gắt, nó không phải là tím đậm, nó không phải là tím Huế, tím mộng mơ, mà nó kiểu tím nó nhạt nhạt, nó dễ thương, mà nó kiểu nó rất là dễ mặc á. Đồ quần áo của mình cũng nhiều phần là đồ trung tính nữa, và những kiểu nó khá đơn giản nữa. Thế nên là một cái túi màu tím như này nó sẽ rất là dễ để mà kết hợp. Vậy nên là mình sử dụng cái túi này rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Khi mà mình vừa nhận cái túi này về là mình đã dùng liên tục đến tận bây giờ đó các bạn. Nào bây giờ chúng mình hãy cùng nhau xem là bên trong mình có để những món đồ gì nhá. Nào, với món đồ đầu tiên mà mình có ở đây thì sẽ là một chai xịt chống nắng. Cái chai xịt chống nắng này thì mình có giới thiệu với các bạn trong một cái video gần đây nhất của mình rồi. Nó có tác dụng là để touch up lại kem chống nắng nữa các bạn. Nó rất là nhỏ, mình để trong túi rất là vừa và rất là tiện này. Tiếp theo thì là mình sẽ có một cái chai collagen. Không phải, thực ra thì nó là stem cell, tức là tế bào gốc á. Thế nhưng mà mình có thói quen gọi mấy cái chai như thế này là collagen thì mình cứ gọi nó collagen nhá. Thì cái này là của thương hiệu Kinohimitsu. Kinohimitsu. Ok, một thương hiệu đến từ Nhật. Thì mình đã uống cái chai này từ khoảng 2-3 năm trước rồi. Thế nhưng mà mình có một khoảng thời gian mình dừng bởi vì là cái này nó quá đắt. Nó đắt thật sự ấy các bạn, mặc dù là có khuyến mại rồi hay là không khuyến mại rồi thì nó vẫn rất là đắt. Mình nhớ là một cái hộp của nó thì là có 30 chai, nó sẽ rơi vào khoảng 60 đô nếu như mà chúng mình có khuyến mại. Còn nếu như mà không có khuyến mại thì sẽ là 99 đô, tức là xung quanh đâu đó 1 triệu. Thì cái vấn đề kinh tế nó là một chuyện thôi. Thế nhưng mà thật sự thì những cái dạng collagen uống này thì mình thường sẽ uống khoảng tầm 3 tháng, sau đó thì mình sẽ dừng và mình nghỉ, sau đó thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại để mình uống. Thế nhưng mà cái đợt vừa rồi là dừng lâu quá. Đến hôm mà Watson nó có khuyến mãi thì mình mới nhớ ra để mình mua lại để mình uống. Uống cái này nhá,
Mình thề với các bạn luôn là da căng bóng cực kỳ luôn, da rất là khỏe và da rất là đẹp. Thế nhưng mà mình vẫn phải nhắc các bạn là nếu như bạn nào mà có ý định mua cái chai này nhá, thì chúng mình nên tìm một ai đó để share ra. Thứ nhất là cái tiền nó bớt được một chút, và thứ hai là uống thử tầm nửa hộp thôi, 15 lọ thôi, để xem là có tác dụng hay không. Tại vì như mình uống ấy thì là mình thấy tác dụng ở ngay trong cái 6 chai đầu tiên luôn. Còn có những người thì người ta uống cả hộp rồi nhưng mà người ta không thấy có tác dụng ở trên da nào cả. Thế nên là chúng mình nên mua để chúng mình uống thử. Thế nhưng mà các bạn cũng yên tâm đi, là mình thấy là không có ai uống cái chai này là bị mụn cả. Đó, không bị lên mụn. Thế nên là đây là một sản phẩm an toàn và mình rất là thích, cực kỳ thích. Ở trong là có mùi vải thơm cực kỳ các bạn. Chúng mình sẽ uống 2 ngày một lần. Thì cái hôm qua mình đi làm mình chưa uống, thế nên là ngày hôm nay mình phải mang một chai về để ngày hôm nay khi mà mình ở nhà mình uống để cho nó điều độ các bạn, chứ không uống lệch được. Ok, tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với cái này đi. Một quyển sổ và một cái bút. Mình thì không có thói quen là viết tay đâu các bạn, mình không thích viết tay vì chữ mình xấu lắm. Nhưng mà đó, bởi vì cái chữ xấu thế nên là mới phải có quyển sổ ở trong này đấy các bạn. Đây, cái quyển sổ của mình thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, mình có viết một vài tờ rồi. Thì cái quyển sổ này mình mua là thứ nhất là để viết những cái ý tưởng của mình. Khi nào mà mình đi đâu làm gì tự dưng bật lên một cái ý tưởng ý, thì mình sẽ lấy cái bút mà mình viết luôn vào đây để không quên, ở đầu hay quên mà các bạn. Thế nhưng mà ngày xưa ấy thì là mình rất là hay viết bằng cái điện thoại này của mình này các bạn này. Đây, điện thoại của mình thì là điện thoại Note, thì đây là nó có một cái bút như thế này, rất là dễ để cho mà có thể vẽ linh tinh vào trên cái màn hình, ok được. Thế nhưng mà bởi vì thêm một lý do nữa vì sao mình viết sổ, để chính là mình muốn tập lại cái thói quen viết tay ấy các bạn. Vì chữ mình xấu lắm các bạn ạ, chữ xấu kinh khủng luôn, mình không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà mình thấy rất là nhiều bạn học mỹ thuật, mình có học mỹ thuật mà người ta chữ đẹp ơi là đẹp, nhưng mà sao chữ mình xấu thế. Bình thường khi mà mình đi làm nhá, thì chúng mình sẽ có một quyển sổ để ghi record của khách nhá, hay là để đặt lịch hẹn cho khách thì chúng mình cũng ghi sổ bằng tay để khi nghe điện thoại nó nhanh hơn đó các bạn. Mọi người không cho mình nghe điện thoại các bạn, mọi người công ty không ai cho mình nghe điện thoại hết, cũng không cho ai, không ai cho mình ghi những cái record ở trên sổ hết, bởi vì mọi người bảo là chữ mình quá xấu. Mà có ghi vào rồi thì cũng coi như là không ghi, bởi vì không dịch được, không ai dịch được. Và cứ mỗi lần là mình ghi á, mình ghi xong là mình sẽ phải đứng ở đấy để mình dịch lại với mọi người á các bạn. Trời ơi, thật sự là cái chữ mình nó xấu lắm. Không phải là ngày xưa thì nó cũng xấu thì xấu rồi, thế nhưng mà bây giờ là đợi lâu lắm rồi mình không viết tay á các bạn. Thế nên là nó cứ chữ nó cứ ngoằn ngoèo, xong rồi viết còn thiếu nét cơ. Thế nên là mình sẽ phải tập lại cái cách là viết bằng tay sao cho nó chữ để cho nó dễ nhìn một tí. Đẹp thì mình nghĩ là không tập được đâu, bởi vì là đến cái tuổi này rồi thì tập thôi, đẹp bỏ qua đi, chỉ cần nhìn cho người ta nhìn, người ta đọc, người ta hiểu thôi là được rồi á các bạn. Đó, thế nên là vì sao mà mình có quyển sổ ở đây nha các bạn, rất là chăm viết này, nhưng mà chữ vẫn chưa tiến bộ được mấy, vẫn hay bị mất nét và ăn bớt nét đó các bạn. Mà thôi, mình nghĩ là hy vọng tương lai tươi sáng đi. Mình sẽ lấy mấy cái to to trước nhá. Tiếp theo chúng mình sẽ có một cái này nó gọi là cái thanh lăn đó các bạn. Không phải lăn lăn này đâu. Nó gọi lăn cái gì nhỉ? Lăn vai, lăn cổ, lăn những cái vùng cơ của chúng mình nha các bạn. Thường thì chúng mình sẽ có cái miếng salon pad đúng không? Thế nhưng mình có cái dạng lăn như này thì nó tiện hơn rất là nhiều này. Dạo này, không phải dạo này đâu mà từ khi mình bắt đầu bước sang cái tuổi 30 đến 31 thì eo ơi, người yếu lắm các bạn ạ. Yếu thật sự luôn đấy, đi làm nhá, làm không nhiều đâu. Cũng chỉ ngồi máy tính này xong rồi nhìn như gõ gõ này thôi. Xong rồi hay là có khách thì mình cũng ngồi nói chuyện với khách bình thường này thôi, chứ không làm gì cả nhá, không làm gì nặng nhọc nhá. Mà ngày nào đi làm về vai cũng đau, cổ cũng đau, xong rồi nó đau hết toàn thân đấy các bạn. Thế nên là cứ phải có một cái thanh như thế này ở trong túi để khi nào mình cảm thấy mỏi và mình lăn lăn luôn để cho cảm thấy nó mát ý, thì nó sẽ đỡ đau hơn cũng như là đỡ mỏi hơn, thì mình không bị khó chịu trong người được đấy. Tuổi già đấy các bạn, khổ lắm. Nào, tiếp theo thì ở đây là mình có thêm hai cái gói giấy lau cồn nữa. Thì bình thường á là người ta sẽ mang giấy ăn, thế nhưng mà mùa đại dịch mà các bạn, có cái giấy lau cồn này là tốt nhất. Một cái giấy này, thực ra cái này thì là mình mua ở Watson, nó là một cái hộp rất là to, như là có 40-50 miếng á. Mình khi thoảng mỗi ngày mình dùng hết thì mình đã lấy hai miếng mình để trong túi mà mình dùng dần. Nào, tiếp theo thì ở đây là mình có một cái chai keo. Cái keo này là keo dán móng, thì các bạn thấy là móng tay của mình lúc nào nó cũng rất là dài và nó rất là kiểu đẹp. Nói đẹp cảm thấy hơi ngại ấy, nhưng mà là móng tay của mình lúc nào cũng là móng nối và nó rất là dài. Là mình muốn thay đổi móng tay của mình hàng tuần ấy, để thứ nhất là phục vụ cho cái Insta làm móng của mình nữa, thứ hai là để cho bạn xem những cái mẫu móng đẹp của mình nữa, với cả lên video là cho nó mới mẻ ấy. Thì tuần nào mình cũng thay một bộ móng tay, thế nên là nếu mà móng nối móng thật ấy thì nó sẽ rất là hại móng. Vậy nên là mình đã dùng cái móng úp và mình lấy keo mình dán lên. Và cái này thì nó tiện là một cái thì là rất là dễ để mà có thể thay móng tay hàng ngày mà không bị hỏng móng tay. Thế nhưng mà nó cũng rất là dễ bong, thế nên là đi đâu làm gì mà tự dưng móng tay nó bị rơi mất một ngón là ôi rồi điên lắm. Phải có một cái keo này ở bên cạnh này, rơi phát lượm lại dính vào luôn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có tiền mặt và một vài những cái tờ hóa đơn của mình hôm nọ mua hàng cũng chưa vứt ra. Ôi rồi hơi bị dầu nhá, mình đếm cho bạn xem.
cái chỗ này là 450 đô này các bạn này. Mình ngày xưa thì mình là một người không bao giờ có tiền mặt trong người. Mình không thích xài tiền mặt, mình không thích mang tiền mặt vì nó dễ rơi, mình hay rơi tiền lắm, rơi thường xuyên luôn. Ai mà đi theo sau mình nhá là chắc chắn sẽ có cơ hội nhặt tiền luôn, mình thề luôn. thế nên là ngày xưa ấy, thì mình không thích xài tiền mặt mà mình hay xài thẻ thôi. Thẻ thì cứ đi đâu là cấp tác vào một phát thôi, ký là xong, là thanh toán xong rồi đó. Thì chính bởi vì cái lý do đó mà ngày xưa mình tiêu rất là nhiều tiền, tiêu tiền ở cái mức độ mà nó quá đáng và nó quá độ luôn ấy, tiêu mà kiểu không kiểm soát được luôn ấy các bạn. Đến khi nào mà cuối tháng mà mình nhìn lại cái số dư trong tài khoản của mình nhá, là hết hồn luôn, là hết hồn thật sự luôn. Vào khoảng 6 tháng gần đây thì mình giữ cho mình một cái thói quen là cứ khi nào mà mùng 1 đầu tháng thì mình sẽ ra cây ATM để mình rút 500 đô và mình tiêu. Khi mà mình rút cái tiền mặt ra như này này các bạn này, thì các bạn sẽ thấy nhá, 500 đô tức là 10 tờ 50 đô đúng không? Và mình cứ rút ra, mình mua cái gì mình cũng rút ra một tờ. Thì đến một ngày nào đó, ví dụ giữa tháng đi, mình thấy là mình còn một tờ thôi, là mình sẽ ôi tôi chết rồi, mới nửa tháng thôi đã tiêu hết 500 đô, xong quả này toang rồi. Sự hiện diện của mất mát nó rõ ràng luôn. Đến lúc đó thì nó sẽ vả một phát vào mặt mình luôn, là mình nhìn thấy là nửa tháng mình đã tiêu quá nhiều tiền rồi các bạn. Thế nên là mình sẽ biết là mình cầm chừng nửa tháng sau thì mình sẽ tiêu ít hơn, và mình sẽ rút khoảng tầm 100 đô, 200 đô thôi, mình tiêu những gì cần thiết thôi, chứ mình không tiêu linh tinh nữa. Đây cũng là một cách để cho mình có thể kiểm soát được cái số tiền mình tiêu mỗi tháng đấy các bạn ạ. Chứ eo cho mình một cái thẻ nhá, thì đúng như lời các cụ ngày xưa là ăn tà và hại luôn đấy các bạn ạ, thật sự luôn. Nào, chúng mình sang đến tiếp món đồ tiếp theo. Thì ở đây là mình có một thỏi son, một hộp son. Cái này gọi là hộp son, hũ son đúng hơn. Hũ son này thì là của thương hiệu Cubase, mình không biết đọc đúng hay không, mình sẽ gọi là Cubase thôi nhá. Thì cái hãng này có gửi tặng cho mình một vài những cái màu son để cho mình dùng thử á. Thì mình có mở ra mình dùng thử, mình thấy là màu cũng xinh đấy. Cái màu 05 này này xinh đấy các bạn, mình đang đánh trên môi này, bên trong nó như thế này này. Thì cái son này á, mình mang đi là bởi vì thứ nhất nó rất là tiện cho mình, vừa đánh được môi vừa đánh được má luôn. Cái chất son của nó thì là velvet và nó rất là kiểu mịn, rất là mượt đó các bạn. Chúng mình đi đâu mà chúng mình muốn kiểu cho là cái gương mặt của mình hồng hào hơn một chút ấy, thì chấm một chút tán lên trên này, cái gò má rất là tiện. Một cái điều rất là bất ngờ khi mà mình dùng cái thỏi son này mà đến tận ngày hôm nay, đến đúng ngày hôm nay trước khi mình quay cái video này, mình check giá, mình mới phát hiện ra là cái thỏi son này nhầm, cái hũ son này 37.000. What? Chính xác 37.000 các bạn ạ, 37 Việt Nam đồng á. Ngạc nhiên chưa? Thực sự thì khi mà mình dùng cái hũ son này, mình không phát hiện ra là nó rẻ thế đâu các bạn ạ, thật sự luôn. Bởi vì cái chất lượng của nó cũng ok đi, cũng rất là ok, nó không gặp bất kỳ một cái vấn đề nào khó khăn khi mà mình dùng hay là khi mình tán son cả. Cũng như là màu thì lại rất là xinh nữa. Thì mình lấy cho bạn xem mấy cái màu của thỏi son này. Đây là 6 màu son của cái dòng son này các bạn này. Thì đây là cái hộp của nó này, ở trong một cái hộp giấy như thế này. Và khi mà chúng mình mở ra ấy, thì chúng mình sẽ thấy là người ta có cho kèm thêm hẳn một cái chổi nữa nha các bạn. Chổi được quẹt son, có cái chổi như thế này, rồi có hũ son, xong rồi có cả packaging đoang hoàng tử tế mà 37.000. Quá là bất ngờ, quá là ngạc nhiên. Mình sẽ xoát nhanh ở trên tay cho các bạn xem những cái màu son nhá. Mình thấy là đây là những cái màu son mà mình có thể gợi ý cho các bạn được đấy. Giá rất là rẻ mà chất lượng rất là ok này. Màu son đầu tiên 01 này. Màu 01 này kiểu nó là cái màu hồng baby á các bạn. Và khi mà chúng mình quẹt lên trên da thì các bạn sẽ thấy là nó có hơi có một cái sự hơi bột bột một tí. Nhưng mà chúng mình dùng cái tay hay là dùng cái chổi tán tán được ra thì cái màu nó sẽ đẹp nhẹ nhẹ nhạt nhạt như này, rất là xinh nha các bạn. Đây màu số 2 này, nó là màu đỏ hơi cam cam một tí nhưng mà đỏ thì nhiều hơn. Đánh lên rất là tươi mặt này. Màu số 3 này thì là cam gạch và hơi có một tí đất ở bên trong nha các bạn. Màu này rất là sành điệu. Ok, đây là màu số 4 này, nó đậm hơn cái màu số 3 một chút nha các bạn. Thì bạn nào không muốn dùng cái màu số 3 nhìn nó cảm giác hơi bớt môi thì chúng mình có thể xuống màu số 4, thì cái sắc nó sẽ trầm hơn cũng như là nó sẽ đậm hơn một chút. Và đây là màu số 5 mà mình đang đánh ở trên môi này các bạn này. Khi mà mình mở ra cái màu này thì nó là kiểu màu đỏ rất là đậm giòn và rất là thẫm, kiểu màu đỏ vampire luôn ấy. Thế mà đánh ở trên môi thì nó tán ra được một cái màu nó xinh xinh như thế này. Nó nhẹ hơn cái màu ở trên hũ này rất là nhiều này các bạn này. Và cái màu này thì mình có thể dùng đánh má luôn cũng được, tán đều ra thì cái má nó ửng ửng nhẹ nhẹ, chứ nó không phải là hồng ơi là hồng, đó là đỏ đâu, xinh lắm. Đây là màu số 6 các bạn này, nó hơi kiểu hồng hồng cam cam một tí, kiểu hơi san hô á, nhưng mà nó sẽ có thêm một chút đất nữa để cho cái màu môi của chúng mình nó hơi trầm trầm chứ nó không bị tươi quá. Cả 6 màu son thì mình thấy là màu nào cũng xinh, màu nào cũng có thể dùng được hết trong tất cả cả hai cái mục đích, cả đánh má cả đánh môi luôn nha các bạn. Và cái chất son của cái dòng son này nó cũng rất là hay nữa cơ, kiểu như là nó như là một dạng mousse các bạn, nó bông bông xốp xốp, và khi chúng mình chạm cái chổi và hay chạm ngón tay vào chúng mình sẽ thấy một độ nảy lên ấy, nhìn rất là hay luôn. Với cái giá là 37.000 cho một cái hộp son mà nhiều sản phẩm như thế này, cũng như là có thể dùng được cho hai cái nhiệm vụ đánh má đánh môi, thì mình thấy là giá thành
cũng được, giá thành rẻ mà chất lượng thì ok đấy. Ngoài ra thì hãng này thì cũng có thêm cả hai cái thỏi son bóng này nữa, cái tác dụng là vừa làm son bóng cũng như là làm căng và đầy môi. Thì mình không nhớ giá của hai cái thỏi son này thì là bao nhiêu tiền các bạn ạ. Thế nhưng mà đây, cái vỏ son của nó thì trông như thế này đây. Nhìn nó hơi đồ hàng một tí, trông nó hơi phèn một tí nha các bạn. Một cái thỏi màu hồng, một cái thỏi màu xanh, nhưng mà nó không có màu nha. Nó chỉ là cái thỏi son bóng thôi để cho chúng mình phủ lên cái lớp son để cho môi nó bóng bẩy hơn ấy. Thế nhưng mà cái này mình có dùng qua một lần rồi này. Thực ra thì cái chất son bóng nó khá là dày á. Thế nhưng mà được một cái nó không bị dính nhằng nhằng ở trên môi á, cũng như là nó cảm giác sẽ làm cho môi mình mọng hơn, đầy hơn nữa. Mà cái son bóng này ở bên trong ấy nó cũng có cả những cái hạt nhũ nữa, thì đây là nó sẽ làm cho môi kiểu như là nó căng mọng hơn so với những cái son bóng bình thường, và nó sẽ làm kiểu như là có một cái gì đó nổi bật hơn, kiểu nó có nhũ các bạn. Thì mình không thường xuyên sử dụng hai cái son bóng này lắm, bởi vì là mình không thích sử dụng son bóng, nó cảm giác là nó không gọn gàng trên môi, nhất là thời điểm bây giờ chúng mình hay phải đeo khẩu trang nhiều á. Mà đôi tiếp theo ở trong túi của mình thì là sẽ có một cái tai nghe. Bây giờ thì mình thấy là các bạn thường dùng AirPods này, cái đấy gọi là AirPods đúng không? Cái tai nghe của Apple nó gọi là cái gì nhỉ các bạn? Không nhớ chính xác nữa, nói chung cái tai nghe không dây đúng không? Tai nghe không dây. Và Samsung thì cũng có tai nghe không dây, nhưng mà tại sao mà mình không đổi tai nghe không dây? Bởi vì ôi các bạn ơi, mình đoảng lắm. Mình đoảng lắm, các bạn xem video của mình, bạn nào mà xem lâu lâu video của mình thì chắc là các bạn cũng biết là mình rất là đoảng đúng không? Rất là đoảng, rất là hậu đậu. Có những cái tai nghe không dây nhá, mình thề với các bạn luôn, chỉ trong vòng một ngày thôi chắc chắn là mình sẽ làm mất luôn. Và những cái tai nghe đó ấy, thì nó không rẻ, nó tầm 200 đô, 300 đô một cái. Mất ý, sót lắm, thế là thôi mình cứ gắn bó với cái tai nghe có dây này cũng được. Mà cái tai nghe của Samsung mới nói thật với các bạn nghe đã cực kỳ luôn. Thật ra mình không phải là người kiểu như là giỏi về âm nhạc hay là có kiến thức âm nhạc lắm ấy, để phân tích là tiếng bass hay là tiếng gì đâu. Nhưng mà nói chung ấy, khi mà nghe cái tai nghe của Samsung ấy, mình cảm thấy ôi cái âm thanh nó sống động, nó đã tai hơn rất là nhiều. Cái tai nghe này nhá, nó nút vào một phát nó chặt luôn, nó không có một tiếng ồn nào phát ra ngoài, cũng như là không có bất kỳ cái tiếng ồn nào có thể lọt được ra tai của mình. Đó là lý do mình rất là thích xài Samsung, là bởi vì cái phần tai nghe đó các bạn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một cái nước rửa tay nữa, cái nước rửa tay màu đen này này, mùi rất là thơm nha, mùi nó hơi nam nam men men một tí nhưng mà nó rất là thơm, nó không bị nặng mùi cồn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một cái chai nước hoa siêu mini luôn, nếu mà mình nhớ không nhầm thì đây là của hãng Moschino. Moschino đọc đúng không? Moschino. Nó cũng là nước hoa cho nam đó các bạn. Thế nhưng mà mùi rất là thơm, thật sự mùi thơm lắm các bạn ạ. Mùi nó kiểu sexy, nó mạnh mẽ, nó quyến rũ. Wow, một cái bật lửa. Vẫn cái bật lửa của năm 2020. Mệnh của mình là mệnh gì nhỉ? Kim mộc thủy hỏa thổ, hình như là thổ thì phải. Mệnh mình là mộc thổ, mệnh thổ. Mệnh thổ nếu mà để bật lửa trong túi thì sẽ rất là may mắn. Thực ra thì không cần bật lửa thì mình cũng thấy là mình là người may mắn rồi. Nhưng mà có bật lửa thì mình sẽ cảm thấy là mình may mắn hơn. Và là có thể, không biết nữa, nói chung là cứ kiểu vậy đó các bạn. Cứ ai nói gì mà liên quan đến tiền tài này hay là may mắn này là mình tin lắm, mình nghe luôn các bạn ạ. Không có gì quan trọng hơn may mắn và tiền tài thời điểm bây giờ các bạn. Tiếp theo là một cái rua móng tay. Rua móng tay thì tất nhiên nó là một cái vật bất ly thân của mình rồi, đi đâu mình cũng phải cầm theo rua móng tay các bạn nhé. Bên trong cái ngăn nhỏ nhỏ để gài thẻ nữa. Che như nào cái thẻ này bây giờ? Đây, che. Đây, thẻ ATM này, đi tàu điện ngầm. Và cái này là cái thẻ ngân hàng. Cái thẻ ngân hàng này của mình á, thì nó là cái thẻ thứ 3 trong năm. Không phải vì mình nhiều tiền mà mình cứ thay đổi thẻ cứ liên tục đâu các bạn, mà là bởi vì mất hoài. Cái lần mất gần đây nhất mà khi làm lại cái thẻ này này là mình mất nó một tuần rồi. Mình không hề biết là mình mất thẻ các bạn ạ. Bởi vì mình có tiền mặt trong người á, nên mình không bao giờ mình quan tâm là mình xài thẻ, nên là mình mất. Thế là phải đi làm lại cái thẻ. Và có thêm một cái fun fact nó cực kỳ là vui với cái thẻ ngân hàng của mình. Thì nếu như mà các bạn không biết, chắc là các bạn cũng biết thôi, mình là một người có trí nhớ cá vàng, thậm chí là cá vàng nó còn nhớ dai hơn mình. Mình không nhớ mật khẩu rút tiền các bạn ạ. Mình không nhớ được cái mật khẩu rút tiền, mà cái mật khẩu rút tiền nó có 6 số thôi. Mình biết là có rất là nhiều bạn hay đặt những cái mật khẩu của chúng mình là cùng một cái dãy số hay là cùng một cái dãy chữ đúng không? Thế nhưng mà mình thấy đó là một cái điều nó hơi nguy hiểm ấy các bạn. Thế nên là nếu như mà ví dụ là người ta biết một thứ rồi, mật khẩu của một thứ rồi, thì tức là người ta sẽ biết mật khẩu của những cái khác à. Thế thôi, như là đi trong đời này rồi còn đâu nữa, mất hết rồi còn đâu nữa. Thế nên là mình rất là cẩn thận. Mình đặt cho mỗi một cái loại kiểu như là trang web của mình hay là những cái mật khẩu, những cái nào cần mật khẩu thì sẽ là một loại mật khẩu khác nhau. Tất nhiên là nó sẽ có những cái sự liên quan nha các bạn, chứ không phải là không liên quan thì đúng là bố bảo chả nhớ được. Thế nhưng mà mình lại đánh giá bản thân mình quá cao rồi các bạn ạ. Mình thật sự đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Mình nghĩ là khi mà mình đặt những cái mật khẩu như thế thì người ta sẽ không hack được. Chắc chắn là người ta sẽ không bao giờ người ta hack được, người ta hack một thứ thôi, coi như mất một thứ thôi chứ người ta không lấy được hết. Thế nhưng mà mình bẫy người ta, hóa ra mình thành bẫy mình đó các bạn. Rồi mình không nhớ được một cái gì cả, mật khẩu ngân hàng không nhớ, mật khẩu Facebook không nhớ, mật khẩu Insta không nhớ,
cả mật khẩu của YouTube mấy ngày gần đây mình mới lấy lại được cái mật khẩu, nhưng bạn mình không nhớ luôn các bạn ạ. Mình chính là cái ví dụ rất là điển hình cho câu nói là không làm không nói thì người ta không biết là mình, nhưng mà mình làm mình nói ra thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa các bạn ạ. Thật sự luôn. Còn đâu cuối cùng nhá. Đây chuẩn bị này. Đây. Một vốc tiền xu. Các bạn biết là mình để ở trong túi bao nhiêu lâu thì mình mới có một cái vốc tiền xu này không? 2 ngày. Thật sự là 2 ngày thôi đấy các bạn ạ. Từ khi mà mình có cái thói quen là mình sử dụng tiền mặt ấy thì là cái số tiền xu của mình tiết kiệm nhanh dã man luôn. Mới ngày nào nhá mà cái giỏ đựng tiền xu của mình nó còn mỏng ơi là mỏng, nó còn ít ơi là ít, nó còn lẻng xẻng vài cái thôi. Bây giờ đầy nửa chai rồi. Nhầm. Nửa. Cái đó nó gọi là nửa giỏ. Nó đầy nửa giỏ rồi các bạn ạ. Mới chỉ có trong vòng 6 tháng rồi đó, đầy nửa giỏ rồi. Đây cứ mỗi 2 ngày là được một vốc như thế này rồi. Cứ 2 ngày 3 ngày mà không dọn túi nhá là cái đống tiền xu nó làm cho cái túi của mình nó nặng dã man luôn, nặng như đeo chì đeo đá ấy. Thế nên là nó cũng là một cái động lực để cho mình có thể dọn túi của mình thường xuyên. Vì túi của mình như một bãi rác luôn. Nó như một cái bãi rác di động luôn, nó nhiều thứ kinh khủng khiếp. Cứ khi nào mà mang túi nhá là mang cả thế giới. Mang cả thế giới luôn, nhà có cái gì là khuân hết vào trong túi để mang đi. Nó như cái kiểu là cứ lần nào mình đi ra khỏi nhà mà mình mang túi thì sẽ như là cái lần cuối cùng mình được về nhà đó các bạn. Ok, và đó là video của chúng mình. Và đây là tất cả những món đồ mình để trong túi sách của mình, mang đi mang lại hàng ngày. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ sau khi mà xem xong video này. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ ấn like cho video, subscribe kênh của Bé cho bên cạnh để thông báo mỗi khi mình ra video mới, và vào cái Insta để follow nữa nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye. I love you.